Vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của Mù Cang Chải đã thu hút những người yêu mến môn dù lượn tới đây để được trải nghiệm cảm giác bay trên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Festival dù lượn mới được tổ chức tại đây cũng đã mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho người dân ở tỉnh vùng cao Yên Bái. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế du lịch từ môn thể thao dù lượn, năm nay tỉnh Yên Bái cùng câu lạc bộ Vietwings Hà Nội đã tổ chức thêm festival dù lượn bay trên mùa nước đổ để thu hút du khách đến với Mù Cang Chải mùa đổ nước ươm mạ. Du khách hiện nay so với những năm trước lên đây rất là đông, thì đấy là một cái quảng bá và những cái hình ảnh mình thấy nhìn thấy rõ nhất là về cái việc đóng góp của du lịch cũng như đóng góp của dù lượn. Ủy ban nhân dân huyện và tỉnh Yên Bái đã đầu tư cho một điểm bay này, và theo những cái mỗi mùa chào hàng năm mà chúng tôi tổ chức cái festival dù lượn ấy, thì khách khứa rất là đông, các hàng quán và các nhà nghỉ homestay đã mọc lên, thì đấy là một cái tiền đề để phát triển du lịch của địa phương khá là tốt. Đó là chiến lược của chính quyền địa phương, còn người dân nơi đây họ cũng đã nhạy bén hơn với những tiềm năng phát triển kinh tế như thế. Kiểu như nhiều người dân ở trên này là họ không có nghề nghiệp ấy, từ lúc mà mình thu hút khách ấy thì mình có thể là mở được nhiều nghề ấy. Có thể thấy, dù lượn với Mù Cang Chải bây giờ không đơn thuần là một môn thể thao, mà nó còn là một cơ hội tốt để tạo lực đẩy cho việc phát triển kinh tế, du lịch nơi đây.